Rồi, ok. Như vậy lúc này các bạn tách dây nè. Lúc này các bạn tách dây thì chúng ta sẽ theo cái chuẩn A, đúng không? Chúng ta lấy cam trước thì các bạn sẽ dùng hai cái ngón cái với ngón giữa để mà mình giữ dây, giữ cái vỏ ngoài, còn cái ngón trỏ để tí nữa mình kẹp, mình giữ các cái sợi của nó. Như vậy thì khi mà các bạn đặt dây thì các bạn đặt ở bên phía bên trái trước. Rồi chúng ta đưa sợi trắng cam ra, xoay nó ra, đưa sợi trắng cam ra, trắng cam cam đó, mình giữ ở đây, trắng cam cam. Rồi đến xanh, xanh lá thì mình lấy cái trắng xanh lá ra, trắng xanh lá ra đó, bỏ qua đây, nó cong tí cũng được, kệ nó. Rồi đến xanh dương, xanh dương, bỏ xanh dương ra, trắng xanh dương. Như vậy thì chúng ta thấy là cái ngón cái nè với cái ngón trỏ của mình lúc nào cũng kẹp ở đây. Rồi khi mà có một sợi dây mới á là mình chỉ cầm sợi dây mình chèn vô cái kẽ này thôi, chứ mình không có thả tay ra. Thả tay ra là nó sẽ bung ha. Bây giờ còn đến sợi xanh lá, mình cầm mình kéo vô đây đó, kéo vô cái kẽ này nè, bởi vì cái tay mình cầm nhưng mà nó đâu có chắc lắm đâu, mình kéo vô là được. Chứ bạn thả ra là bây giờ mấy cái sợi này nó sợ bung, mình kéo vô. Rồi đến trắng nâu, trắng nâu, rồi nâu đó. Như vậy thì khi mà mình dùng ngón cái và ngón trỏ để mình giữ các cái sợi dây nhỏ thì lúc này nó chắc ở trong này, cứ thêm sợi nào thì mình cầm mình kéo vô, kéo vô, kéo vô, giống như mình nhét qua cái kẽ vậy đó. Còn cái ngón là mình vẫn cầm nguyên chứ mình đừng có thả ra. Rồi sau khi giữ xong thì bạn sẽ dùng tay phải bạn vuốt sơ cho nó thẳng ra. Đó, nó thẳng ra. Rồi bây giờ mình làm cái gì nè, cái này quan trọng nè. Mình cầm tay phải, mình giữ cái đầu phía ngoài để cho các cái sợi dây nó cố định, nó không có chạy màu. Bây giờ mình thả tay trái ra. Mình thấy ở bên trong này nó đang bị xoắn nè, cái góc của nó bị xoắn nhau, cho nên mình sẽ dùng hai cái tay mình đẩy tới đẩy lui sao đó mà cho các cái ruột của này nó đỡ bị xoắn nhau nhé. Khi mà nó xoắn mà nó chéo nhau á thì lúc mà các bạn cầm cái tay thì nó thẳng rồi, bởi vì mình có giữ, mình lấy kềm mình bấm một cái nó bằng. Nhưng mà lúc mình thả tay để mình bỏ cái đầu vô là nó thẳng ra theo tự nhiên thì nó lại hụt ha. Cho nên là tay phải mình cầm để cho nó cố định, nó khỏi chạy các cái màu dây. Rồi bắt đầu tay trái mình xoắn làm sao đó để cho nó thẳng ra đó. Rồi bây giờ khi mà mình đã cố tình mình làm cho nó thẳng ra theo tự nhiên rồi thì lúc này bạn thả dây ra, có thể nó sẽ nằm im chỗ đó luôn, nó không chạy màu luôn đó. Rồi thầy thả thử ha, đó nó không chạy luôn nè, tức là mình đã bẻ nó theo cái chiều cong, theo cái chiều cong mà nó cần phải cong luôn, là nó nằm im chỗ luôn. Thì lúc mà các bạn bỏ đầu dây vô nó sẽ dễ, nó không bị hụt lại. Các bạn thử thẳng ra nó có bị chạy dây không, chạy màu không đó. Các bạn xoắn làm sao mà không bị chạy màu nha. Rồi sau khi mà mình làm xong cái việc đấy rồi thì qua đến bước tiếp theo đó, các bạn đã có được cái màu dây rồi nha. Thì ở chỗ này tại sao thầy phải đưa một cây thước để cho các bạn là thấy là khoảng cỡ 1,2 đến 1,5. Lý do là gì? Lý do đó thì trên cái đầu bấm của chúng ta nó sẽ có một cái ngàm nhựa nè.
cái nhàm nhựa. Sau khi chúng ta bấm xong thì cái nhàm này nó sẽ ăn vô cái vỏ dây này, nó giữ chặt cái đầu dây. Còn nếu mà bạn nào mà bấm dây mà tất cả bên trong là đúng nhưng cái vỏ dây nó không qua nhàm thì cái đầu dây đó coi như không chấm, bởi vì bấm quá dễ, cực kỳ dễ. Bạn để dây, bạn cắt túc ở ngoài này ha, bạn cắt xa ở ngoài này đó, bạn cắt rất là xa ở ngoài này, xong rồi bạn đưa cái đầu dây vô thì ai làm chẳng được, cực kỳ dễ. Cho nên dễ như vậy á thì không chấm. Và khi các bạn đi thi công, nếu như một đầu dây nào đó mà bạn bấm mà nó không, cái vỏ nhựa này nè mà nó không qua ngàm là người ta không nghiệm thu. Bởi vì khi mà cái dây này nó bị lật qua lật lại tí á, là 8 cái sợi trong này nó tự động nó trục ra, mất tín hiệu. Còn nếu mà cái vỏ mà nó đi qua đây á thì ok, nó sẽ đảm bảo hơn. Rồi, tại vì lý do là chúng ta phải đưa cái vỏ qua cho nên chúng ta bấm từ 1,2 đến 1,5 cm thôi, không có xa quá. Dài quá đó thì khi mà chúng ta đẩy cái vỏ này nó không vô, ngắn quá đó thì cái dây này nó sẽ hụt, nó không tới lõi thép, nó không tới lõi thép. Chúng ta cắt. Cái này là mới học nha, chứ đi làm mà đem theo thước mà đem theo mà cái bút nữa là người ta đuổi về á. Rồi ok, bấm xong. Khi các bạn bấm xong thì cái đầu dây của mình nó gần như không thay đổi vị trí. Rồi sau khi mà chúng ta bỏ vô xong thì các bạn sẽ kiểm tra bằng mắt thường trước nè, trước khi bấm nè. Nếu mà đảm bảo thì mới bấm nha, chứ không đảm bảo một cái đầu này nó cũng mấy trăm đồng á. Rồi sau khi mà hư mấy trăm đồng này là mình phải cắt cái đầu này mình bỏ đi, là vô 2 phân á, 2 phân cấp rồi cắt 3 phân nữa là mất 5 phân á. Mất 5 phân mà tí nữa cắm dây lên xích mà nó hụt á, là mất nguyên sợi dây khoảng 20-30 mét gì đó. Chưa chắc là một sợi dây mà dài 70-80 mét nha, người ta không chịu nối đâu. Bắt buộc sợi dây 80 mét mà bạn buộc 3 phân, người ta cũng phải bắt bạn đi lại, là bỏ một sợi dây 80 mét. Còn sợi dây đó có tận dụng được chỗ nào hay không là tính sau ha. Cho nên là nhìn thì vậy nhưng mà không phải vậy. Sau khi mà chúng ta bỏ xong thì các bạn kiểm tra cái gì? Đây, kiểm tra là cái nhựa nó đã qua khỏi ngàm chưa, cái vỏ nhựa đã qua chưa. Qua rồi, kiểm tra đầu trơ dây phía trước nè. Mình nhìn phía trên này mình sẽ thấy 8 sợi dây của mình nó sẽ hằn lên cái đầu bấm. Nếu mà có một sợi dây nào hụt mình sẽ thấy, nếu mà hụt mình không thấy nó. Còn nếu mà sợi dây nào có mình sẽ thấy nó ở đây nè, cái vỏ nhựa với lại cái vỏ đồng nó lên đây luôn, nó hằn vô cái vỏ là mình thấy ngay. Rồi phía trước ha, rồi phía bên hông nữa, như là phía bên hông đây nè. Chỗ này mình sẽ kiểm tra phía bên hông, tí nữa bạn sẽ xây, bạn sẽ thấy là cái sợi dây của mình nó đã qua cái lá đồng hay chưa. Đó, đây ở phần cuối này nó có cái phần lá đồng nữa thì đây video thầy không đưa rồi. Rồi, chỗ này thầy đưa cái này để làm gì? Đây, cây kèm khi các bạn cầm á. Tại vì sao mà thầy nói là đưa mấy cái con số này vô phía trong? Tại vì tí nữa mình bấm đó, cái đầu này nè, nó có các cái răng nè, có các cái răng này nó ứng với 8 cái lá đồng, thì mình để bên ngoài nè, ha, để bên ngoài này. Rồi cái ngàm nhựa nó sẽ nằm phía dưới này. Có nhiều bạn bỏ ngược á, bỏ ngược từ đầu này qua. Rồi ok, cầm kèm vậy. Bây giờ bắt đầu mình bấm nè. Bấm, các bạn sẽ bấm khoảng và mình sẽ bấm vào kẹp giữa hai cái kèm.
khéo rớt xuống bàn phím nha. Các bạn bấm cái đầu dây ra đẩy cái bàn phím vô giùm thầy. Rớt xuống cái bàn phím rất là nguy hiểm, không có gỡ, không có lấy được, khó, rất là khó vệ sinh. Cái kèm này nó bị ngược qua bên này rồi. Mình phải xoay cái lưỡi dao qua để mình bấm, nó bị ngược bên nè. Rồi, sau khi mình bấm xong, mình thả ra, thấy nó không di chuyển không? Nó cứ ngắt luôn nè. Đó, bạn đảm bảo được như vậy á, thì tí nữa mình bỏ đầu nó không chạy màu. Chứ còn không mình thả ra là nó chạy á. Đó, bạn làm sao mà bạn vuốt sợi dây để cho nó cong theo cái ý của mình á. Rồi, sau khi mà mình đã có được cái... sau khi đã có được cái đầu như thế, bây giờ mình cầm nè, đừng có bỏ ngược nha. Đây, cái lẫy rồi nó nằm phía trên nè. Đây, cái lẫy nằm phía trên nè. Xoay lại, đưa cái lá đồng ra ngoài. Đưa lá đồng ra ngoài nha. Rồi, đưa dây vô. Bây giờ nó chạy rồi đó. Cầm dây tới, cầm dây luôn, cấp là nó chạy màu, nó chạy cái độ dài. Khi các bạn đi mua kèm, các bạn tìm mua, không nên mua kèm này. Lý do là phía ngoài này nè, con dao của nó không có rõ ràng, mình nhìn mình không có thấy. Các bạn tìm mua cái kèm mà cái chỗ này cái lưỡi dao với lại cái phần phía dưới này nó chậm lại á, nó rõ mình dễ thấy, mà thường là nó nằm bên này nè. Đó, hai cái lưỡi này nó phải ăn nhau. Và mình bấm là bấm bên này mình thấy luôn. Chứ bây giờ mình bấm bên này đâu có ăn đâu, cho thầy mượn cái kèm khác thôi, hay là kèm này nó hư rồi. Kèm nào cũng vậy luôn hả? Kèm này thì hơi khó bấm nó vô là nó vô trong kẽ. Nó hơi khó bấm. Rồi. Bằng nhau. Mình sẽ đưa cái đầu dây vô. Đưa đầu dây vô. Đưa vô sát trong này rồi mới thả tay trái ra. Thả tay trái đẩy nó lên. Đẩy lên. Như vậy cái vỏ nhựa của mình đã qua ngàm rồi. Vỏ nhựa của mình qua ngàm. Mình nhìn thấy phía trên này nè. Các cái dây đồng nó đi qua cái lá đồng. Nhìn phía sau mình cũng thấy. Nhìn phía trước mình cũng thấy. Sau khi mà mình đã kiểm tra hết như vậy rồi, lúc này chúng ta mới đặt kèm vào để bấm. Đó, đặt kèm, đẩy hết lên nha. Đẩy lên để cho tí nữa 8 cái miếng sắt á nó xuống ngay 8 cái lá đồng. Chứ nếu mình đẩy không tới á là mình bấm nó bị xéo. Đẩy mạnh lên. Sau đó nếu mà mình nhấp kèm vô mình thấy là nó đúng vị trí rồi, dùng hai tay bóp hết sức. Không gãy đâu mà sợ. Nếu mà các bạn bỏ đúng, bóp hết sức vô. Sau khi mà hết sức rồi thì cái ngàm nhựa này nè, nó đã ăn xuống dưới rồi đó. Ăn xuống dưới rồi. Và cái sợi dây của chúng ta đã bấm xong. Nếu bạn có cái vỏ bảo vệ thì lúc này chúng ta cắt cái phần này đi. Cắt cái phần này đi rồi kéo cái vỏ bảo vệ lên. Cắt trước cũng được, cắt trước cho nó gọn. Còn chúng ta cắt sau thì nó hơi dư một tí. Đó, chúng ta cắt cái phần này đi rồi chúng ta bỏ cái vỏ bảo vệ lên. Ok chưa? Rồi, bây giờ việc của mình là các bạn làm nhưng mà các bạn sẽ chưa bấm dây. Các bạn làm mà các bạn chưa bấm dây. Các bạn để đó cho thầy xem trước, rồi lúc mà thầy ok thì các bạn mới bấm.